hành trình lột xác, thay đổi chân dung, mở lối ước mơ. Nguyễn Thị Như, cô gái 22 tuổi mang gương mặt bà lão 80. Chưa từng một lần được sống đúng với tuổi của mình. Giành lại tuổi thanh xuân sau 30 ngày. Xem hình thì Nguyên Khang rất là bất ngờ là trước đó thì mình đã trải qua một cái ca phẫu thuật và bây giờ thì trông trẻ hơn, trẻ hơn khá là nhiều so với cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trên màn hình. Như có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình sau khi trải qua cái cuộc phẫu thuật này được không? Dạ, thật sự thì em vẫn chưa dám tin đây là sự thật và em đang rất là hạnh phúc. Dạ hả? Dạ. Như ơi, khi mà mình trước khi mà mình đến với cái chương trình này thì cuộc sống của mình như thế nào? Cái cảm giác của mình lúc đó là sao? Khi mình không được may mắn thì mình luôn cố gắng. Khi mình cố gắng thì mọi thứ sẽ đến với mình thôi. Và bây giờ may mắn đã đến với em. Khi nói chuyện với Nguyên Khang thì có thể thấy được là ánh mắt của Như vẫn còn rất là long lanh. Cái ánh mắt này là cái sự long lanh trong ánh mắt mình đó là một cái niềm hạnh phúc, hay là mình nhớ lại những cái gì mình đã trải qua nó hơi khủng khiếp? Dạ, nói chung là cảm thấy vui, hạnh phúc vì mình đã thay đổi. Nên là... Và trong cái đoạn clip vừa rồi thì có thấy là Minh Hằng là người đã đồng hành cùng với Như. Hằng có thể chia sẻ một chút cái cảm giác lúc đó mà khi mà Hằng gặp cô gái 22 tuổi với một cái căn bệnh lão hóa da như thế? Thật sự Như là cô gái mà Minh Hằng mong chờ được gặp nhiều nhất trong chương trình. Vì Minh Hằng rất là nhớ cái cảm giác là khi mà vừa hỏi tuổi của Như bao nhiêu tuổi thì mình thật sự rất là bất ngờ và không thể nào tin vào mắt mình. Đây là một cô gái 20 tuổi. Rồi từng giọt nước mắt của mình đã chảy ra nhưng mình lại cố gắng kìm nén tại vì mình sợ những giọt nước mắt ấy làm tổn thương Như. Nhưng mà Như rất là mạnh mẽ và Như đã nói với Hằng một câu là em muốn mình có thể được sống đúng một ngày, đúng với số tuổi của mình. Và cái câu nói ấy nó đi theo Hằng mãi và Hằng luôn luôn nhớ về cô gái này. Và thật sự ngày hôm nay nãy giờ khi mà Như đứng ở trên sân khấu thì Hằng chỉ muốn lao lên sân khấu ngay để nhìn được sự biến đổi của Như như thế nào, để biết được là Như đang cười hạnh phúc ra sao. Và ngày hôm nay lần đầu tiên Hằng thấy Như cười. Hôm bữa Hằng có ra chia sẻ tâm sự với Như và chưa bao giờ thấy Như cười cả. Nhưng ngày hôm nay Như Hằng có thể thấy được điều đấy và Hằng biết là tận sâu trong trái tim của Như đang rất là hạnh phúc vì mình có thể trẻ được rất là nhiều tuổi. Mặc dù là không đúng với số tuổi của mình vì mình có lứa tuổi rất là trẻ, nhưng mà đã được các bác sĩ hỗ trợ để mà có thể trẻ hơn rất là nhiều. Hằng nghĩ là Hằng rất là hạnh phúc và cũng xin là cảm ơn tất cả các bác sĩ đã làm điều này vì Hằng rất là trân trọng những gì mà các bác sĩ đã dành cho Như. Xin cảm ơn ca sĩ Minh Hằng và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với lại các bác sĩ đã trực tiếp tư vấn, thăm khám và chữa cho bạn Như. Thưa bác sĩ Kubin, chúng ta có thể thấy là cái trường hợp của bạn là mắc cái căn bệnh là lão hóa da. Thưa bác sĩ có thể nói rõ thêm một chút về cái căn bệnh này trên thế giới, cái tỷ lệ phần trăm mà mắc á, nó có nhiều không ? Và cái cách thức chữa trị của nó có khó không ? Đối với trường hợp của bạn Như thì là một trong những cái trường hợp rất là đặc biệt của cuộc thi năm nay. Cái ấn tượng đầu tiên là bạn là một cái người rất là tự tin và phải nói là có một cái tinh thần mạnh mẽ ở bên trong. Đây là một cái điều rất là đáng quý. Cái bệnh lý của bạn Như đó là cái hội chứng Ehlers-Danlos thì nó làm thoái triển những cái collagen ở trong da, hủy gần hết các cái mô mỡ ở dưới da, những cái mô mỡ ở cái phần dưới da làm cái da trở nên rất là giãn, và cộng thêm nữa là bạn cũng bị ảnh hưởng, cái tốc độ lão hóa cũng ảnh hưởng thêm rất là nhiều,
các cái bộ phận trong cái cơ thể của bạn, không chỉ là ở cái bề ngoài không. Chúng tôi có thực hiện một số các cái khám và đánh giá tổng quát cũng như là các cái xét nghiệm chuyên biệt, kể cả những cái xét nghiệm về hormone của bạn, xem các cái yếu tố nội tiết và đánh giá các cái bệnh lý về hệ thống. Thì phải nói trường hợp của bạn là một trường hợp khá là phức tạp. Dạ. Như vậy để thực hiện cái ca phẫu thuật để giúp cho bạn trông trẻ hơn so với trước khi đến tư vấn, thì bác sĩ Kuvin, các bác sĩ đã làm như thế nào? Thì phẫu thuật chống lão hóa là một trong những cái phẫu thuật khó và tinh tế trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với bạn Như thì mặc dù là một cái cô gái rất là trẻ, tuy nhiên là trên cái khuôn mặt thôi thì chúng ta thấy là có rất là nhiều các cái dấu hiệu của cái việc lão hóa. Chúng ta thấy là cái vùng góc hàm của bạn là bị xa rệ và chùng xuống. Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta thấy cái góc hàm bám rất là sát và tạo thành một cái khối cằm nhọn. Chúng ta thấy có cái gò má đầy, căng đầy, cái nếp mũi má không bị sâu, cái mắt cũng không bị sụp xuống. Toàn bộ gần như là bạn có các cái dấu hiệu lão hóa rất là rõ ràng. Và những cái phẫu thuật đấy thì đều là những cái phẫu thuật lâu và tinh tế cả. Tổng các cái thời gian phẫu thuật cho bạn Như thì chia ra nhiều cái phẫu thuật. Tuy nhiên cái phẫu thuật căng da mặt, căng da trán và cả căng da cổ thì chiếm hơn 8 tiếng. Dạ, vâng. Ở đây thì Nguyên Khang có để ý là da mặt của bạn nó đã căng hơn so với cái thời điểm mà phẫu thuật. Nhưng mà còn cái lớp da trùng á, lớp da trùng xuống thì mình sẽ giải quyết như thế nào thưa bác sĩ? Đối với cái phẫu thuật cho bạn Như thì chúng tôi đã lên một cái kế hoạch rất là tỉ mỉ và tính tất cả các cái phương án khác nhau. Phẫu thuật chống xa rễ và loại bỏ da dư là một trong những các cái yêu cầu đầu tiên. Cái phương án thứ hai chúng tôi cũng tính tới là chúng tôi muốn bù đắp cái thể tích mà của bạn bị mất đi. Ví dụ khi chúng ta còn trẻ thì cái khuôn mặt của mình rất là căng đầy, cái thể tích mặt rất là đầy đặn. Tuy nhiên khi chúng ta càng lớn đi thì tích lũy mỡ vào những cái vùng chúng ta không mong muốn, ví dụ như nọng hàm hay là vùng góc hàm, nhưng mà lại mất mỡ ở vùng quanh ổ mắt, mất mỡ ở vùng trán, làm cái khuôn mặt mình nó nhìn nó mệt mỏi hơn, nó già nua hơn. Chúng tôi cũng tính các phương án để bù đắp thể tích cho bạn. Tuy nhiên là đối với cái bệnh lý của bạn thì gần như là hủy rất là nhiều các cái mô mỡ dưới da. Chúng ta thấy là như là có một cái thân hình gọi là mình hạt xương mai rất là mảnh mai ấy. Thì gần như là không có mỡ để mà chúng ta có thể thực hiện cái kỹ thuật cấy mỡ. Chúng tôi sử dụng các cái chất làm đầy khác, chủ yếu là hyaluronic acid. Thì đấy là một trong những cái chất làm đầy tốt và an toàn cho cơ thể người. Đối với phẫu thuật căng da mặt thì thông thường thì phụ nữ thì chúng ta rất là ngại về vấn đề về đường phẫu thuật, về đường sẹo. Thì chúng tôi quyết định là thực hiện cái đường phẫu thuật ở vùng tai và loại bỏ những cái da dư ở cái vùng quanh tai, thì để đem lại cái kết quả ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ Kumi, Nguyên Khang muốn hỏi thêm một chút về cái mũi của bệnh nhân Nguyễn Thị Như á. Nguyên Khang thấy rõ ràng là có sự thay đổi khác hẳn. Trước thì nó hơi tẹt chút, nhưng mà sau thì nó nhìn nó rất là cao và rất là mảnh, đúng không? Anh có thấy nó đẹp hơn không? Có chứ. Có đúng không? Thì Nguyên Khang muốn hỏi bác sĩ là cái việc thực hiện cái ca phẫu thuật này nó như thế nào ạ? Thật ra thì khi mà chúng ta lão hóa đi thì mọi thứ trên cơ thể thì có xu hướng đi xuống cả. Kể cả cái mũi lúc trẻ của chúng ta thì rất là cao, có cái chóp nhọn sẵn. Tuy nhiên có thể là khi mà về già, quá trình lão hóa, cái sụn mũi được yếu đi, bị yếu đi và cái đầu mũi sẽ cụp xuống, nó lộ rõ những cái nét già nua trên khuôn mặt. Và đặc biệt mũi thì lại nằm ở phần trung tâm của khuôn mặt nữa. Vì vậy nên trong cái quá trình làm thì chúng tôi cũng quyết định là sẽ cải thiện cái phần mũi cho bạn Như, để làm sao mà bạn có một cái khuôn mặt nó hài hòa, nó cân xứng nhất. Chúng tôi quyết định là sử dụng toàn bộ các cái cấu trúc sụn tai cũng như là
sụn tự thân để dựng và tạo cái độ dài và đẩy cao cái phần đầu mũi. Vì vậy nên cái mũi của bạn rất là tự nhiên và an toàn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kobe. Minh Kha cũng xin phép được hỏi bác sĩ Dr. Kang. Thưa bác sĩ, như vậy ở Hàn Quốc mình có một cái trường hợp nào bác sĩ đã gặp tương tự như thế về việc lão hóa da này hay không ạ? This is a very rare case. Sorry, I have never experienced this kind of the syndrome for the cosmetic surgery. So this case is a very difficult case, but we can compare with the before, the quiet improvement. So, but I think one more session of the surgery for more further improvement is necessary, I think. Yeah. But we can see the previous photo. Looks like early 60 or late 50. But now I think early 40. Mm-hmm. It's successful. But one more surgery, I think 10 years younger. Thưa bác sĩ, như vậy thì nếu mà đã được khoảng tầm khoảng 40 rồi thì mình có cần phải thực hiện thêm những cái cuộc phẫu thuật sau đó nữa hay không, hay như thế là đã được rồi? It depends on patient satisfaction, but a little part around the mouth and this natural fall and some sagging appearance here, she wants our team can do the surgery for further improvement. Yeah, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trước khi mà kết thúc chương trình này thì Như có muốn nói điều gì với các bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ Canam không? Cảm ơn các bác sĩ đã làm cho em có được ngồi hàng ngày hôm nay để em thay đổi không cả về ngoại hình mà cả bên trong. Nói chung là tự tin hơn. Có thể nói là trường hợp của bạn Nguyễn Thị Như là một trong số những ca hiếm hoi mà các bệnh nhân của chúng ta phải trải qua, và phẫu thuật thẩm mỹ đã mang lại cho bạn tuổi trẻ ít nhất là hơn 20 tuổi so với những gì mà quý vị đã thấy ở trên hình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với món quà từ phía các bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ Canam sẽ giúp cho bạn cảm thấy tự tin hơn, không còn rụt rè, không còn e dè nữa. Hãy mạnh dạn bước ra với cuộc sống này. Và chúng tôi xin chúc bạn ngày càng thành công. Còn bây giờ chúng ta sẽ chụp với nhau một tấm hình nha. Xin mời các bạn đứng gần hơn Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.